hôm nay là ngày chung kết cuối cùng rồi à. Hồi hộp quá. Mong hôm nay thì fan sẽ bay. Mình tin là như vậy. Bo luôn rồi, bo đẹp. Đấy rồi. Chuyển được. Đầu tiên của ngày hôm nay. Vòng vào chúng ta có thể nhìn thấy rằng đẹp. Thủ ngược hẳn dưới khu vực góc 6 giờ có rất nhiều nước. Xin bạn phép anh em, cái vòng này mình đoán được cái vòng này, cái vòng này nó có nhiều lần nó sẽ về cái đoạn này. Đấy, mình kiểu anh thấy nó rất là theo như mình cái vòng bo này rồi. Ngày qua thì dự đoán đến rất nhiều khó khăn. 60-70% cái bo sẽ chỗ này. Đây, nó là chỗ này. Mọi người nhớ nhá, đó là cái chỗ này. Có bo này khó thật sự luôn. Nhìn này gặp đau luôn này. Dừng bắn luôn này. Bên phía Refund rồi có vẻ như Nhím đang muốn nhảy xuống xe. Ui, nhảy xuống rồi sẽ có nhiều đấu skill đến từ Nhím cũng như Đức Bì. Bắn nhau và Nhím ta là người yếu bóng hơn. Nhưng Refund, đồng đội đang áp đến rồi. Ui, đây mà từ Đức Bì. Xe bay qua đầu Đức Bì. Hay quá. Rồi, các thành viên bên kia cũng nhanh vãi luôn, nằm luôn vậy ạ. Con đồi này với một căn nhà có vẻ như với cái đội hình này té ngay sủi ngay định hỗ trợ cho đồng đội mình. Mọi thứ đã là quá muộn và anh quyết định di chuyển đi, và đó là quyết định hợp lý dành cho các thành viên team Mad Dog Gaming. Rồi thì Nhím đã có những thương mặt đội skill thì rất may là một pha cover kịp thời. Một tiếng phi xe vào quá cục đến từ phạt game. Vâng, mọi thứ chỉ trong gang tấc thôi. Vẫn chưa đi à? Qua đỉnh đầu. Wow! Đổ máu. Sao? Bạn an toàn mà. Có vẻ như họ đang di chuyển sang phía bên kia đảo rồi. Vòng bò thứ hai cũng đã có. Có lẽ là chúng ta cùng xem. Đây, liệu cái bò ấy. Chặt cầu hợp lý. Đấy rồi. Ui! Trời ơi, một cái vòng bo có thể nói là quá là khốc liệt. Sang đảo nhỏ. Vòng bo này là vòng bo khó nhất mà tôi từng thấy ở map Thiếu Pirata. Vòng bo mà không biết rằng nó sẽ thu đâu. Đoán quả vãi đái. Bởi vì ở đến cái vòng bo thứ tư ấy thì nó sẽ phải là tỷ lệ là 100% đất liền. Anh nghĩ rằng nó sẽ thu về hướng của Divine. Hiện giờ bên đảo, họ có thể duy trì. Chỗ leo hi gốc kia. Vòng bo sau thì trở nên rất là khó khăn. Viking đang ở đâu? Viking đây rồi, chuẩn bị có mạng qua cầu rồi. Đây là một cái vòng bò quá khó. Đấy, bò một dậy này. Độ nhau từ rất sớm. Giờ thì các thành viên bên quá nghĩ nó sẽ giật bên trái. Trái trên rồi. Thôi. Vì anh chip trận này có thể nặng hơn lắm ấy. Vòng bò vô cùng xấu và giờ các bạn thấy rằng bên phía Viking vẫn đang ngoài bò và chúng ta đã có bò mới rồi. Ôi trời ơi. Gì đây? Bên này thì hỏng hẳn rồi. Tôi xong rồi. Đầu tiên trong quả bò vãi nhỉ. Đời tôi cắt gặp gì mà tôi thấy cái vòng bò nó dị đến như thế này. Bây giờ đang ở trong bò nhưng Viking không biết rằng là họ sẽ làm thế nào để vào được cái vòng bò này đây. Một vòng bò mà có diện tích đất liền là quá ít và nó lại còn toàn là đồi núi nữa. Quá khó khăn cho Viking Gaming rồi. Trong khi đó thì Divine sẽ có lợi thế vòng bò này. Kìa, đâu, có vẻ như sẽ là điểm kill thứ 3 dành cho cách điểm team Divine. Trong khi đó thì cách điểm team Divine họ vẫn có một góc riêng biệt ở trong vòng bò. Bò thứ 4 nó sẽ giật về đâu đây? Lên trên hay xuống dưới? Cái khả năng rất cao là vòng bò thứ 4 tôi nghĩ rằng nó sẽ giật về hướng của Divine rồi. Chúng ta thì thấy rằng giao tranh đang là vô cùng khốc liệt ở bên kia sâu. Đòi toàn là cái không ở dưới nhà khó chơi á. Ôi bọn Severus bơi luôn. Cái đồi đẹp hơn. Cái đồi dễ chơi hơn nhiều. Đây là một vòng bò cực kỳ ủng hộ dành cho thành viên bên phía Refund. Ôi xảy chuyển thế nào được với cái vòng bò này đây. Và bây giờ thì Nhím đang áp sát một vị trí gần. Ta cũng chờ xem. Nhím không nên mạo hiểm trong tiếng này. Nhưng mà vị trí của các anh viên của team game hôm là xấu hơn. Vâng, QTV Gaming cũng đã dừng cuộc chơi với vị trí top 10. Trong đó thì game hôm đang bị bắn vào là khá rát vừa rồi, có vẻ như đã có một tiếng headshot. Một tiếng headshot bằng SKS. Mà một player game hôm đó là GG Lào chỉ còn lại một châm máu, nhưng bây giờ đã có rồi. Máu rồi. Vâng, hai player không. Game hôm đang cố gắng ném smoke ra để che thằng Bo nó sẽ cố giết thằng GG Lào này. Nhưng mà vòng bò tiếp theo gần như chắc chắn nó sẽ không thu vào cái cây cầu này đâu. Bị mất thời gian ở một vị trí khác thì bây giờ thì bộ đội Mad Dog đang bị vây bởi đội hình của Moon Gaming. Rất căng thẳng, đây đã là vòng bò thứ 5 rồi. Máu sẽ tụt rất nhanh và đặc biệt là đi xe à, mày chết. Quyết định lấy xe đi vào, tặng cho cách điểm team Refund 1 điểm, đó là điều chắc chắn. Ở một diễn biến khác thì sẽ bắt đầu bắt đầu hình quay nào. Trong khi đó thì Rambo tiếp tục kiểu đéo gì thì nó chụp ảnh ấy à. Đúng là cái bố tặng cho Refund 1 điểm rồi. Mình vừa nghe thấy thằng Rambo nói hết lên mọi người ạ. Không biết là như nào. Trong khi đó thì đang một chục xây xe đến xe bớt rồi. Nhưng hãy nhớ rằng là Refund họ có đến 4 người. Thì bạn cần phải giữ mạng trong tiếng này. Họ không nên để mất người. Đã di chuyển vào khu nhà công tạo và khu nhà của Severus. Severus chỉ có 2 player. Snake vừa bị headshot bởi Basin. Nhưng bây giờ thì bạn vẫn còn đến 3 player.
họ nên có những tiếng cứu nhau và chậm lại trong round thi đấu này, không cần quá vội vàng. Đây là một tiếng mà Rivan đang có lợi thế, họ có lợi thế hơn người. Hay quá, Redbot đã bị gục 7 nhím rồi. Lợi thế là cực về cách biệt của team một chấm máu luôn ạ. Ủa thầy, nó không có phân kít anh ơi. Quả bom chắc là chuẩn đấy. Ừ, nó chạy được kìa. Đúng rồi, bắt nó em ơi. Lên. Đấy, hay quá. Bắt cá em ơi. Di chuyển lên như thế nào đây? Bây giờ là cơ hội để Rivan có thể câu cá được. Họ chuyển ra bờ sông thôi. Rất nhiều cá đã bơi dưới nước. Không, đông anh ơi. Nước diệt đông anh ơi. Liệu Rivan có nghĩ ra như vậy hay không? Và bây giờ thì Rambo đang quăng nút đồ. Thấy những tình huống bơi lội đến từ xe đất rồi. Câu cá. Trong đó Rivan đã di chuyển lên bờ. Tiếp tục thì bắt gai làm thế nào lên bờ đây. Úi dồi ôi, con cá cá đây. Không sống nào được. Trong khi đó, diễn biến khác thì Lê biết mặt chết được kẻ đi đốc. Tốc 6 rồi, tốc 6 rồi. Cuộc chơi trở lại dành cho 4 team và thôi. Các anh em của team Divine đã tận dụng cơ hội rất tốt khi mà Severus bị công bởi Rivan. Và giờ thì góc đứng của Rivan lợi hơn. Chúng ta hãy chờ xem. Nếp đến thế giới bắt ơi. Snake không được bị knock out. Snake đang có một tiếng nếp đến. Ô, quả nếp. Một quả nếp được đem ra. Vâng, và quả nếp này đã không thật sự là chính xác khi mà các anh em của team Divine đã kịp di chuyển. Bây giờ thì lóc lại, bị lóc lại rồi. Đối thủ trực tiếp vào Rivan đã có điểm. Cơ hội đây rồi. Vẫn còn nguyên 4 player dành cho Rivan cho đến thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì cuộc chiến chỉ dành cho Rivan và các điểm team Moon Gaming đã thôi. Moon Gaming có 3 người. Rivan còn 4 người. Rivan còn 4 người. Rivan còn 4 người. Anh chỉ bị cảo thôi. Quá khó dành cho Moon Gaming khi mà tất cả các điểm team Rivan đó đều chọn cho mình những vị trí quá đẹp rồi. Tập một chắc kèo rồi trong bo đây rồi, đây rồi, trời ơi, chắc chắc suất tập một nha. Ôi gì cái bo kìa, ôi Select đừng kê hết luôn. 4v1v3 Moon Gaming còn lại định bẻ đang cố gắng kéo top dành cho các thành viên bên phía Team Kick của đi đâu, bên phía Team Moon Gaming đang cố gắng di chuyển xuống quả núi này. Bây giờ thì fan cũng biết điều này rồi. Nhìn ôi đi đâu sang đường à? đây rồi tốt một chắc chắn rồi. Và nó sắp đào hoàn toàn như đối thủ. Vì chúng ta phải kể đến một điều, đó chính là một tình huống mua bò đến từ anh Độ. Chắc chắn là như vậy. Mở cái vòng bò như thế này. Hay quá. Quá gắt luôn. Luôn rồi, lên ngôi. Ai sẽ là người có cho mình những tấm vé đi đến Thái Lan sau trận thi đấu này đây? Rivan gần như là họ áp đảo hoàn toàn đối thủ của họ. Chúng ta xem ngoài này. 3 ngày thi đấu đầu tiên Rivan thể hiện cho chúng ta được bộ mặt cực kỳ mới mẻ. Và bây giờ thì sẽ là một tiếng khi xe vào Moon Gaming đẩy vào cú nhà của Bad Game. Có biết nhau đấy không? Không hề biết. Và đó là kill dành cho điểm team Rivan. Một pha di chuyển xe và vừa rồi Media khá là gây gỗ. Anh không hề biết rằng là có người và anh di chuyển vào có thể nói là xem giải đi em. Một tiếng di chuyển vào mà. Anh rất là mong sang Thái mọi người đạt được cái tấm vé đi chung kết thế giới thôi. Ba cơ hội các bạn. Có 3 cơ hội đi chung kết thế giới. Vâng, như cao bên Zombie đông đông cao bởi đi. Còn người thế này thì nào? Và ngay lập tức thì Rambo có mặt kịp thời confirm mạng của Cao Việt Dũng. Còn vẫn là tấm vé đi Thái Lan đang rồi, kết thúc rồi. Bây giờ thì quay trở lại trên bản đồ chúng ta. Red V5 Star đã được công nhà vào các thành viên bên phía QTV. Nhưng Sơn đã có một góc được rất đẹp. Sấy lời rồi. Sơn đã được hai người thôi. Đây rồi, đây rồi. Đây ba. Rất tốt khi đầu các thành viên bên phía team Rivan rồi. Nhìn nó lên top anh ơi. Di chuyển vào căn nhà đây rồi. Team MVP anh ơi. Và anh Tích sẽ làm gì trong tình huống này đây? Nguyễn bán lại gạt top out đi trong ý chứa hợp tay em rồi. Tiếp tục một điều confirm kill đến các thành viên bên phía team Green Esports.
trên đồi vẫn còn vị trí của Đức Anh. Có vẻ là quá khó để có thể di chuyển xuống trong tình huống này rồi. Cơ hội dành cho các thành viên của Team Fnatic đã không còn nữa. Nó bằng kill mà. Bây giờ chuẩn bị có giao tranh cho các việc Team Green Esports và Riban. Top 1 server đang bị bắn bao là quá. Hay quá. Bắn tốt thế này. Tiếp tục là một tình huống bắn hay đến từ Nhím. Và bây giờ thì bên phía Green Esports trở lại một player. Liên quan chỉ một con năm này. Liên quan là đội Green Esports. Bắn rồi. Chức vô địch đã đến quá gần với Riban. Không có chuyện một team có thể vượt mặt được Riban được thời điểm này. 10 kill rồi. Giờ thằng Sapao nữa anh ạ. Thằng Sapao phải chết anh ơi. Trong khi đó thì vòng bò mới đã có và Viking đang ở trong bò. Viking sẽ đụng độ trực tiếp với cả Severus. Team đang đứng ngay trên họ trên bảng xếp hạng. Chúng ta cũng hồi hộp chờ đợi bóng bóng tiếp theo. Bóng bóng rất khó cho Riban. Rambo vừa rồi bị bắn chết bởi Pika. Viking vẫn có cho mình một phần tường bao trong bò. Nhìn nó nhìn hết lên dốc đồi kìa. Chặn đội hình của Riban Gaming. Viking có thể nhận cơ hội này công vào khu nhà của Long Ca và BC10. Còn với Divine thì họ vẫn chưa xuất hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Hay quá. TG18 có vẻ như quyết định lấy xe phi thẳng vào khu vực nhà của các nhân viên SKD chăng? Như vậy là một tình huống chiếm một cái nhà vệ sinh trong bò mà thôi. Viking thì vẫn ở trong bò. Nhím bị knock out ngay lập tức một cú confirm đến từ Pika. Mạng thứ tư dành cho anh viên team SKD. Phan có vẻ như họ cũng đang gặp khó khăn với cái vòng bò này. Chờ xem. Còn mất MVP thôi. Xử lý như nào trong tình huống này đây. Mất MVP ấy. Liệu có là một tiếng tự sát không? Tôi nghĩ rằng là Riban họ sẽ tự sát trong tiếng này khi họ biết rằng trước mặt là SKD. Một team cạnh tranh. Hợp lý. Riban sẽ cố gắng bắn sang đội hình của Madbox Gaming để lấy thêm điểm kill thôi. Chứ còn vào bò thì chắc chắn là không thể rồi. Và Riban họ không dại gì. Hợp lý hay quá. Hai team đã sát được cái việc của Riban. Một quyết định rất khôn ngoan. Toán tốt rồi. Giải này top 1 14 tháng 6 đã hết tè. Còn ngày khác ít mà. Go. Yeah. Mọi người ơi, thằng em của mình nó đã có phần trăm hết sót rồi. Không còn phần 0% nữa. Quá tuyệt vời em ơi. 38 kill. Cầm cờ sang chụp cái ảnh chung nha. Được anh ơi. Được ơi. Sang luôn đi anh ơi. Thịt mà cái cờ này từ đợt đi Đức đến giờ anh em chưa dùng. À đợt đi Hồng Kông đến giờ anh em chưa dùng ấy. Nhím ơi. Ơi. Ê, gì mình nhá. Sẽ có quà cho Nhím nhá. Mình sẽ có quà cho Nhím nhá. Đó,